Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu móc cái đường viền nhé. Chúng ta sẽ nhớ này, hai bên cái góc của khăn này là chúng ta sẽ xác định cái góc chỗ này. Lúc chúng ta móc chỗ này là có 5 mũi bính nhá, thì bây giờ chúng ta sẽ đâm chân vào mũi bính thứ ba cho mình. Đây mới là góc của khăn. Ta kéo sợi vào này, một bính này để cố định sợi thôi. Sau đó vắt sợi và móc cho mình một bính. Cái bính này thì nó sẽ đại diện cho một mũi đơn. Bây giờ chúng ta sẽ vừa móc vừa giấu cái đầu sợi luôn nhé. Chúng ta sẽ cách cho mình ba chân thì nó sẽ bao gồm một hai mũi bính này và một mũi bính lên hàng, thì đây cũng coi như một mũi đơn. Móc vào chân mũi đơn thứ hai này. Cách 3 mũi mà. Sau đó chúng ta sẽ móc cho mình vào cái chân đó là tổng cộng là 4 mũi à 5 mũi kép đơn. Có cái mũi đầu tiên này là mình vừa móc vừa giấu sợi nên lâu thôi. Và cách cho mình ba chân này, 1 2 3, móc vào chân thứ tư này một mũi đơn này. Đó. Sau đó này, cách ba chân tiếp này. 1 2 3, móc vào chân thứ tư này. Một mũi kép. 2 mũi kép. 3 mũi kép. Kép 5 mũi kép và lại tiếp tục cách 3 chân, móc vào chân thứ tư này một mũi đơn này, rồi lại cách 3 chân, 1 2 3, móc vào chân thứ tư này 5 mũi kép. Cái phần này là cái phần toàn mũi đơn thôi nên là dễ. Tiếp tục lại cách 3 chân, móc một mũi đơn. Cách 3 chân. Móc cụm 5 mũi kép. Cách 3 chân, móc mũi đơn. Bắt đầu đến đây thì chúng ta mới gặp cái phần là sẽ có mũi kép và mũi bính. Thì chúng ta lưu ý là cái quy luật của chúng ta cứ đếm mũi cho mình làm sao mà để tổng mũi chúng ta nó sẽ là khoảng cách giữa các cái điểm chúng ta đâm kim móc ấy sẽ là 3 mũi, chúng ta bỏ qua là được nhá. Thì miễn sao chúng ta cứ đếm đủ là được. Ở đây chúng ta sẽ còn này, một mũi đơn này và một mũi tiếp nối này. Sau đó là hai mũi bính này, nên là bây giờ cái mũi tiếp theo chúng ta trượt vào để chúng ta móc ấy thì nó sẽ là cái mũi bính thứ hai này. Thì chúng ta sẽ kết hợp để chúng ta nhớ, chúng ta giấu sợi luôn cho dễ á. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái sợi này chúng ta cần giấu đây này, ta sẽ đâm vào cái mũi bính thứ hai này cho mình để giấu cái sợi này vào đây cái đã. Giấu cái đầu sợi cần giấu của lúc mà chúng ta giáp này. Giờ chúng ta sẽ móc vào cái chân đó nha. Thì lúc này chúng ta mới kéo sợi này. Một mũi kép này, tắt sợi giấu này. Tiếp tục, đấy là mới được một kép này. Vẫn móc trở lại chân đó, chân bính đó. Hai mũi kép này. Ba kép này. Bốn kép này. Cái sợi chúng ta giấu ở đây là vì nó có hai sợi của hai mảnh, một mảnh ô vuông và một mảnh hình tam giác.
Đó. Sau đó là chúng ta sẽ cách ba chân, chúng ta lại móc vào chân tiếp theo, thì theo thứ tự nó sẽ là vào chân của cái mũi bính. Chúng ta cứ đi theo cái quy luật đếm mũi vậy thôi. Rồi bây giờ cách 3 mũi thì chúng ta lại tính như đây là một mũi bính này, thì nó sẽ là hai mũi kép này, chân chúng ta móc nó sẽ là chân kép này. Ta cứ đếm theo chân móc là được nhé. Không quan trọng nó là chân bính hay là chân mũi kép thì chúng ta cứ tính nó là một chân. Để chúng ta đảm bảo theo quy luật là cứ cách 3 chân chúng ta móc vào cái chân tiếp theo đó. Cụm sò 5 5 kép. Đấy. Vậy các bạn đi Như hết vậy cho chúng mình. ta đi hết cái cạnh ngang này, thì chúng ta sẽ sang cái góc sang này, thì chúng ta sẽ còn một cái cạnh tam giác bên này, và chúng ta sẽ đi này. Lưu ý là cái điểm ở góc này thì các bạn sẽ cố gắng móc cho mình làm sao để kết thúc của chúng ta ấy thì nó sẽ còn dư là cái cụm cuối này, bởi vì là cái số mũi ở chúng ta ấy thì nó sẽ khác nhau. Vì nếu như các bạn mà làm sai lớn á, thì các bạn sẽ cần số hoa của một cạnh nó sẽ là thành 7 hoa cơ. Chúng ta sẽ cố ý móc cho mình cái chỗ góc này, thì cái cụm cuối cùng á, 5 mũi kép á, thì nó sẽ là vào cái mũi đơn cuối cùng. Chỗ này vì nó có sợi thừa nên mình sẽ giấu luôn. Thì số mũi này thì chúng ta có thể du di mà. Lệch 1 2 mũi không ảnh hưởng. Này, mũi kép này, sau đó chúng ta sẽ móc vào cái chân mũi bính thứ ba là góc ấy. Là một mũi đơn. Đó, đây là kết thúc cái góc ở đây nha. Chỗ này các bạn sẽ móc cho mình sang luôn cái cạnh tam giác bên này, thì chúng ta cũng cứ theo quy luật là cách 3 mũi chúng ta móc một mũi nhé. Đây là hai mũi bính rồi này, thì chúng ta sẽ cách một thêm một mũi kép này, móc vào chân kép đuôi thứ hai ở đây. Thì nếu như chúng ta muốn giấu sợi á, chúng ta cứ quấn chúng ta giấu này. Cứ này chúng ta móc cho mình. Còn nếu bạn nào mà móc thử mà, bởi vì cũng tùy tay móc mỗi người cơ. Nếu bạn nào móc mà thấy cái khoảng cách giữa các cái điểm chúng ta móc là 3 mũi nó xa quá thì chúng ta có thể điều chỉnh lại là khoảng cách giữa các cái điểm chúng ta đâm kim móc là 2 mũi thôi nhá, bỏ 2 mũi á, thay vì bỏ 3 mũi chúng ta bỏ 2 mũi. Thì ví dụ như thế này. Ví dụ như chúng bình thường chúng ta bỏ 3 mũi, chúng ta sẽ đếm 1 2 3 này, móc vào chân thứ tư này, nhưng chúng ta thấy nó xa quá, chúng ta sẽ móc bỏ hai mũi thôi. Ví dụ như đáng ở chỗ này chúng ta móc thì chúng ta sẽ móc vào chỗ này mũi đơn này, vì tay móc mỗi người khác nhau ấy, chỗ này các bạn có thể điều chỉnh nhá. Đó, cứ vậy tương tự các bạn sẽ đi hết cho mình trên cái cạnh này cho mình nhá, nó sẽ giống như lúc chúng ta móc ở đây thôi. Nhưng mà thay vì lúc trước chúng ta ở đây là có họa tiết là ba kép hai bính, thì bây giờ sang đây nó sẽ là họa tiết nó sẽ là cứ bốn chân này, bốn chân kép hoặc là kép đôi thì lại đến hai mũi bính. Miễn làm sao các bạn cứ đếm, ta không quan tâm nó là mũi gì hết, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đó là một chân móc, thì bạn cứ đếm cho mình cách ba chân hoặc là hai chân chúng ta lại đâm một mũi là móc một mũi đơn hoặc là một cụm 5 mũi kép thôi, theo quy luật cứ như vậy đi hết cạnh cho mình. Ví dụ như mình cách hai mũi thì chỗ này theo thứ tự của mình này thì nó sẽ là một bính này, một kép này là hai chân chúng ta bỏ này, móc vào chân này, thì mình sẽ sang đây là một cái cụm 5 mũi kép.
Nếu bỏ 3 mũi chúng ta sẽ bỏ 3 mũi 1 2 3 và tính cả mũi bính. Còn nếu bỏ 2 mũi chúng ta sẽ tính 1 2 và móc vào chân thứ 3 này. Đó, một mũi đơn. Đấy, cứ như vậy nhá. Ta sẽ tương tự chúng ta đi hết cái cạnh tam giác còn lại này thì đến đây cụm cuối cùng xong, chúng ta sẽ nhớ là móc vào mũi bính này. Một mũi đơn. Kết thúc cái phần viền thì chúng ta không cắt sợi mà để như thế nhá. Chúng ta rời cho mình cái kim sang chân để như thế này, chúng ta lật đằng sau rời kim sang cái mũi kép. Đây, rời kim ngược lại cái mũi kép thứ năm á. Sau đó mình sẽ móc ba bính này. Sau đó chúng ta sẽ móc này. Tương ứng vào chân của cái mũi đơn này, cái mũi đơn mà chúng ta vừa móc ấy, một kép này, sau đó sang mũi kép thứ hai, một kép, mũi kép và thứ tư, một kép. Đó, đây là chúng ta được 4 mũi kép. Sau đó mình sẽ móc 3 mũi bính này, quay đầu này. Bây giờ chúng ta sẽ móc hàng 4 mũi kép làm dây nhé. Dây ba bính thì chúng ta sẽ móc một chân bính thứ ba. Đấy, rồi lại ba bính, quay đầu. Nhớ là cái mũi kép ngoài cùng đấy chúng ta sẽ dây bính ngoài cùng đấy chúng ta sẽ đâm vào chân bính thứ ba này để cho cái dây này nó thẳng ấy. Cứ tương tự như vậy chúng ta móc cái phần này làm dây cho chúng ta này. Thì các bạn nhìn này, đến khi chúng ta được cái dây dài chúng ta sẽ cắt, bởi vì cái dây này để chúng ta dùng để chúng ta thắt lúc khăn á. Thì với cái bên còn lại chúng ta cũng làm tương tự nhé, chúng ta sẽ móc vào bốn, tổng là lên 4 mũi kép, thì trong đó sẽ có lấy một kép bên sò này, mũi đơn này, rồi hai kép bên cái sò bên ngoài nữa, tổng là 4 mũi kép. Và chúng ta cứ móc lần lượt, quay đầu được cái dây đủ dài như thế này. Sau cùng thì chúng ta khi mà móc đủ hai dây chúng ta sẽ làm thêm cái bước là giấu tất cả các cái sợi thừa. Mẫu này thì nó có rất là nhiều sợi thừa bởi vì là mỗi bông hoa ấy, thì chúng ta sẽ có sợi nâu này, sợi vàng này và cái sợi trắng ở viền ô vuông, thì rất là nhiều đầu sợi chúng ta cần phải giấu. Thì chúng ta cứ tuân theo quy tắc là chúng ta giấu luồn tất cả các sợi này vào bên trong các cái mũi móc của chúng ta là được. Cẩn thận thì thường như mình á, thì là mình cứ hay luồn qua một thân một mũi móc này. Sau đó mình sẽ thêm một cái lần nút thắt á. Mình thắt thêm một lần, sau đó mình lại giấu tiếp lần nữa. Và cái lần thứ hai mà giấu sợi này thì mình sẽ có thể là cắt sợi mà không có sợ nó bị tuột á. Giấu tiếp đi nó vài hàng. Cái chỗ dây này thì chúng ta sẽ giấu theo cái chiều dọc này. Cứ giấu một đoạn sau đó chúng ta cắt sát là được nhé. Còn ở cái phần mặt sau ở các bông hoa thì chúng ta sẽ giấu nó ở mặt sau hết này. Sợi màu nâu thì chúng ta cứ đi một vòng quanh các cái thân rồi chúng ta cắt sát này. Đây mình cắt sát đây. Còn cái sợi màu vàng thì chúng ta sẽ giấu nó luồn nó vào một cánh hoa. Rồi chúng ta cũng thắt sợi một thắt nút một lần và chúng ta lại giấu hết và cắt sợi. Thì cứ như vậy chúng ta sẽ đi hết cái phần khăn của chúng ta. Ở đây là mẫu này là mình làm có mỗi chiều là 5 bông hoa. Còn các bạn thích rộng hơn thì các bạn làm 6 bông nhé. Đấy, cái lúc mà móc thì cái cánh hoa nó cứ bị xiên ra một bên á. Thì không sao, các bạn chỉ việc chỉnh cho nó thẳng lại block, hoặc là cẩn thận để chúng ta dùng cái bàn là hơi á, chúng ta làm một lượt cánh hoa nó phẳng như thế này nhé. Đấy,
Chúng ta cũng có thể biến tấu với nhiều cái màu hoa khác nhau. Chủ yếu là cái màu nền của chúng ta là màu trắng.